Hiện nay mà nói là trên thế giới thì chưa có một cái nào mà có cái gạch phủ bên ngoài và bên trong cái tòa nhà nó các cái phòng vệ sinh lại toàn bộ các thiết bị là đều phủ vàng và màu vàng. Thế đây là cái khách sạn mà kỳ vĩ và độc đáo nhất, sang trọng nhất thế giới. Tiêu chí của tôi là cái khách sạn này để cho tất cả mọi người, người bình thường cũng có thể ở được vì cái giá thuê phòng nó cũng rất là thấp. Thì thực tế nếu như mà khách sạn này mà không phải là trong cái mùa dịch thì dịch Covid này thì có thể là nó sẽ các khách của thế giới thì người ta cũng đã đăng ký kín phòng. Thế nhưng mà tuy rằng là thế giới thì là dịch nhưng Việt Nam thì như các bạn biết là đã ngăn chặn được hoàn toàn dịch bệnh. Và thậm chí cái hoạt động du lịch của Việt Nam cũng đã bắt đầu trôi nổi rồi. Lần đầu tiên tôi bước vào phòng khách sạn thì được trang trí cũng như các vệ sinh, các thiết bị vệ sinh đều mạ vàng. Tôi cảm thấy là nó khác biệt rất nhiều. Nó thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ của tôi. Vì những cái khách sạn khác thì là ốp lát đá bình thường thôi. Nhưng mà đây là từ cái lavabo cũng như tất cả các thiết bị vệ sinh mạ vàng. Tôi cảm thấy là nó lên một cái đẳng cấp rất mới.